chùa Kỳ Viên thuộc Thanh Xá Vệ, do các cô độc phát tâm hiến cung. Pháp hội bây giờ có khoảng 1.250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xa Lợi Phất, Ngài Mục Kiên Liên, Ngài Ca Chiên Diên, Ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đa, Ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Ký Tân Na, Ngài Ba Câu La, Ta Đầu Lâu Đà, và Ngài Nan Đà, các Ngài Bồ Tát Như A Dật Đà, Càn Đà Ha Đề. Văn Thù Sư Lợi Ba Thường Tinh Tân, cùng dự pháp hội vua trời Đề Thanh, và hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ Đức Phật bảo Xa Lợi Phất hướng về phương Tây, khoảng 10 muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới, tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, Tiểu A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, thiện đang thuyết pháp. Này Xa Lợi Phật, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui, thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Thờ cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa, cho đến hàng cây đều nam bảy bao, vàng bạc trân châu, pha lê mã não, lưu ly xà cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực Lạc có ao thất bạc, nước tam cùng đứng chảy hoài công dân, cám dưới hồ ấy là vàng đá quý, dọc theo bờ hồ có những lối đi với nhiều lâu các cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp mắt. Hoa sen năm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh nghi rực rỡ lạ kỳ, sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng, sen đỏ anh hồng, sen trắng anh tuyết, hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu, tìm tô cảnh đẹp giúp người nhiếp tâm. Này Xa Lợi Phật, ở cõi Cực Lạc, nhạc chơi réo rắt vẫn vọng tân xanh, như rời khỏi cảnh hoa mạn Đà La, điểm thêm hương sắc dân chúng cõi này, thường nhặt hoa ấy
vận sức thần thông bay khắp mười phương cúng dường chư Phật. Chưa về một quốc ăn trong tình thức, xong rồi kinh hành từng bước thành thơi, này xa lợi phân ở cõi cực lạc. Có nhiều chim quý xa lợi anh phụ, bạch hạc cộng tước ca lăng tần già, và chim cộng mạng ngày đêm hót vàng. Phá băng vi diệu bày vô đề phân, tám con đường thanh giúp người nhiếp tâm, niệm Phật pháp tăng trở về tình thức. Đầy xa lời phân ở cõi cực lạc, gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây, màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng. Du dương trầm băng vi diệu khôn cùng, cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần, giúp cho người nghe tân hoan vui vẻ niệm Phật pháp tăng. Này xa lợi Phật thế giới cực lạc, với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc. Này xa lợi Phật ông hãy nghĩ xem, vì sao Đức Phật hiểu A-di-đà sở dĩ như vậy? Vì Đức Phật ấy là vô lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thành quách không thể ngăn cách, không thể hạn lượng. Đầy xa lời Phật, họ mang của Phật và hàng thanh chung ở cõi Tây Phương, dài lâu vô lượng trăm ngàn muôn kiếp, không thể nghĩ bàn, không thể tính đến. Hết nạn từ sanh thoát khỏi luân hồi, do vậy Phật ấy hiểu A-di-đà. Này xa lời Phật Đức A-di-đà, từ khi thành Phật cho đến ngày nay đã hơn mười kiếp, không ngừng hóa độ giúp cho mọi người đều được chứng đắc quả vị duyên giác. Thanh Văn Bồ Tát nhiều như số cát, không thể kể xiết. Này xa lời Phật, người sanh cõi Phật cực lạc Tây Phương, không còn vấn vương dục lạc thế gian, đau phiền đã dứt. Được bất thoái truyền trong đó có vị đã được thăng tiên làm Phật tương lai, nhưng vì như vậy số không thể đến. Ngày xa lời Phật, do vậy khi nghe danh Phật Di Đà, tất cả các vị hãy nên nhiếp tâm phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc, để có cơ hội làm bạn Bồ Tát thân cận Thanh Văn và A La Hán trọn đầy chi đường. Đầy xa lời Phật, những kẻ thiêu phương chướng nặng nghiệp dày, lòng tin dễ lay
thì hãy chuyên cần cởi lòng khát thương nhớ nghĩ không quên. Thức tâm quán niệm chất tâm bất loạn trong vòng một ngày cho đến bảy ngày trong giờ phút này tâm ý người ấy phải thật yên tĩnh như vào thiền định không còn tán loạn mong thương đạo điên đạt đường nhất tâm vững trái thành thơi. Đến lúc qua đời Phật A Di Đà thánh chúng hà sa giang tay tiên dân hiến đường vãng sanh này xa lời Phật. Vì nhìn thấy được đời là hà sa do niệm Di Đà ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Này xa lợi Phật khi ta tán dương Phật A Di Đà thì ở mười phương các đức Phật khác nhiều như số cát. Thiên lưỡi đặc biệt đồng thanh dạy khuyên chúng sanh các cõi nên tin kinh này kinh mà các Phật tam thán hộ niệm. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật thọ chi hết lòng chánh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói như chư Phật nói này xa lời Phật ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về cực lạc thì ngay lúc nguyện đã được bất thoái và đã có mặt tại cực lạc rồi. Này xa lời Phật khi ta tán dương công đức của Phật cực lạc Tây Phương thì vô số phận cũng đang ca tụng. Công đức ta dân đức phân tình cả bậc đại giác ngộ bậc thầy trời người bậc khéo giao hòa bậc cứu độ đời. Ngài thật trong đời năm trước thế giới mong manh thấy biết sai lầm chúng sinh cam cường não phiền nghiệp trường tuổi thọ ngắn ngủi có thể chứng đạo lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật mang lại an lạc hạnh phúc không cùng. Nghe Phật giảng xong ngài xa lời Phật cùng các Bồ Tát các A La Hán các bậc thánh văn tại gia xuất gia thiên A Tu La vô cùng hoan hỷ phát nguyện thọ trì